Tóc Tiên cho biết nếu chỉ còn 24 giờ để sống, người mà nữ ca sĩ muốn được nói chuyện là mẹ ruột của mình, để gửi lời cảm ơn vì đã cho cô rất nhiều điều trong cuộc sống. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, Tóc Tiên trở lại phát với MV mới mang tên Ngày Tận Thế. Đây là sản phẩm âm nhạc được phát hành ngay sau đám cưới của nữ ca sĩ và producer Hoàng Toliver. Nội dung của MV nói về chuyện trái đất bị diệt vong và con người chỉ còn 24 giờ để sống và làm những điều cuối cùng. Chính vì vậy, để quảng bá cho Ngày Tận Thế, Tóc Tiên vừa chia sẻ video có sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong showbiz để hỏi về việc nếu còn 24 giờ sống trên thế giới này bạn sẽ làm những điều gì. Các nghệ sĩ đều có cho mình những dự định, kế hoạch và điều phải lựa chọn với câu hỏi hóc búa này. Riêng Tóc Tiên, nữ ca sĩ chia sẻ chân thành rằng, nếu chỉ còn 24 giờ để sống, cô muốn được gọi điện cho mẹ ruột của mình. Tiên muốn gọi điện cho người mà rất lâu rồi không được nói chuyện, đó là mẹ, rằng, dù cho nhiều biến cố xảy ra, con vẫn muốn nói lời cảm ơn mẹ vì đã cho con nhiều điều trong cuộc sống này. Tóc Tiên muốn gọi điện nói chuyện và gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột nếu chỉ còn 24 giờ để sống. Lời chia sẻ của Tóc Tiên khiến nhiều người xúc động kèm xót xa cho câu chuyện bất hòa giữa Tóc Tiên và mẹ ruột. Vì những mâu thuẫn trong việc định hướng cuộc sống mà Tóc Tiên và mẹ không gặp nhau nhiều năm nay, ngay cả ngày hạnh phúc của con gái mới đây, mẹ Tóc Tiên cũng không về Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, dù bị mẹ từ mặt nhưng mỗi lần nhắc đến, Tóc Tiên chưa bao giờ oán trách hay hận mẹ ruột của mình, mà luôn bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng người đã sinh ra mình. Chỉ có bố ruột về Việt Nam tham dự lễ cưới của con gái Tóc Tiên. Trước đó, kể từ khi còn nhỏ, Tóc Tiên được mẹ ruột hướng dẫn và theo sát từng bước chân vào con đường âm nhạc. Tuy nhiên, dù sớm để con gái tiếp xúc với nghệ thuật, nhưng mẹ của cô không muốn con trở thành nghệ sĩ mà hướng Tóc Tiên theo ngành bác sĩ. Năm 2007, Tóc Tiên thi rớt Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nguyện vọng 1. Cô tiếp tục xét tuyển và đậu nguyện vọng 3 trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, ngành y học cổ truyền. Để con có tương lai tốt hơn với ngành y, mẹ Tóc Tiên đã cùng con chuyển sang Mỹ theo học tại trường Pasadena City College, tiểu bang California. Tuy nhiên, đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong Tóc Tiên, nên cô không hứng thú với việc học bác sĩ. Sau đó, cô quyết định bỏ ngang việc học theo định hướng của mẹ, để chuyển sang học ngành truyền thông tại California State University Long Beach, để có thời gian tham gia các hoạt động âm nhạc. Sau đó, Tóc Tiên tích cực tham gia biểu diễn âm nhạc, và thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm. Chính lúc này, mâu thuẫn giữa cô và mẹ trở nên bùng nổ vì bà không thể chấp nhận chuyện con gái bỏ học và hư hỏng, gợi cảm tâm hình như vậy. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Tóc Tiên có chia sẻ việc mẹ cô không cấm cô trở thành ca sĩ, nhưng bà yêu cầu cô phải tốt nghiệp trường y, trở thành bác sĩ rồi mới được theo đuổi đam mê riêng. Video liên quan đến năm 2011, Tóc Tiên dọn khỏi nhà ra sống riêng vì mâu thuẫn với mẹ. Nhiều năm sau khi tự bươn chải để theo đuổi đam mê riêng mà không có mẹ bên cạnh, Tóc Tiên vẫn luôn dâng trào cảm xúc và bật khóc mỗi khi nhắc về mẹ. Cô luôn mong cả hai mẹ con sẽ tìm được tiếng nói chung, nhưng việc này vô cùng khó khăn. Đặc biệt sau khi quyết định trở về Việt Nam, hoạt động nghệ thuật và gặt hái không ít thành công, được đón nhận và công nhận với tư cách là nghệ sĩ có năng lực và tầm ảnh hưởng, đời sống sạch bóng xì căng đan, nhưng Tóc Tiên vẫn không thể có một điều đó là sự công nhận của mẹ ruột. Dù có làm được bao nhiêu thành tích nhưng trong mắt mẹ, Tóc Tiên luôn là kẻ thất bại vì một lý do là đi theo con đường ca hát. PT, theo thế giới trẻ Let's Block S, Oi.